Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Các cụ nhà ta khi xưa, ngoài việc để lại cho con cháu một đất nước với mặt tiền xịn sò, còn để lại cho hậu thế cả một kho tàng kinh nghiệm trận mạc chiến đấu để giữ nước. Trận Bạch Đằng năm 938 với pha xử lý đóng cọc đẳng cấp của Ngô Quyền năm xưa đã được thế hệ con cháu của cụ nâng lên tầm cao mới trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Trận Bạch Đằng trên sông Hiếu vào cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 năm 1968 là trận đánh nằm trong chiến dịch Đường Chín Khe Xanh của Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm cắt đứt đường tiếp viện của Hải quân Hoa Kỳ trên tuyến sông từ cửa Việt tới Đông Hà để tiếp viện cho tuyến phòng thủ Quảng Trị Khe Xanh vừa bị tấn công. Cùng xem cách mà quân giải phóng đã nâng tầm nghệ thuật quân sự từ các tiền nhân như thế nào nhé. Vị trí chiến lược. Sông Hiếu là một nhánh của sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, có diện tích lưu vực là 465 km² và độ dài 70 km, là một phụ lưu của sông Thạch Hãn. Trong thời chiến, cửa Việt, Đông Hà, Ái Tử được Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa coi là căn cứ hậu cần, là cái dạ dày quan trọng nhất, và tuyến đường sông cửa Việt, Đông Hà có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng. Hơn 80% trang thiết bị, vũ khí và quân nhu được Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa vận chuyển bằng tuyến đường này. Để bảo vệ tuyến sông, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa thường xuyên nạo vét bùn để lòng sông có độ sâu từ 6 tới 12 mét. Sự cảnh giác cao độ ấy khiến hầu hết các trận đánh bằng thủy lôi của quân giải phóng đều không đạt được kết quả như mong muốn. Đầu năm 1968, quân Mỹ đã bị vây hãm ở vùng rừng núi Khe Xanh, phía tây Trường Sơn. Đại tướng Văn Tiến Dũng gửi cho mặt trận B5 Bắc Quảng Trị và thường vụ liên huyện Do Cam một bức mật điện. Bằng mọi giá phải cắt đứt được đường sông cửa Việt, Đông Hà càng dài càng tốt, hợp đồng với chiến dịch Khe Xanh. Thực hiện chỉ thị trên, mặt trận B5 và thường vụ liên huyện Do Cam đã quyết định phát động cuộc chiến tranh nhân dân phối kết hợp với các lực lượng tạo nên trận Bạch Đằng trên sông Hiếu, đánh vào cái dạ dày của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa ở Bắc Quảng Trị. Ông Dương Anh Tú khi đó là huyện ủy viên liên huyện Do Cam được giao nhiệm vụ chỉ huy trận đánh. Sau khi khảo sát nghiên cứu thực địa, ông cùng với các chiến sĩ đặc công hải quân cùng người dân địa phương đã chọn trận địa là khu vực Tam Giang Khẩu trên sông Hiếu, ngày nay cách thành phố Đông Hà khoảng 1 km. Chuẩn bị cho trận đánh. Ngay trong 10 ngày cuối tháng 1 năm 1968, được sự hỗ trợ tích cực của Sư đoàn Bộ binh 320, Trung đoàn Bộ binh 270 cùng du kích nhân dân địa phương, 4 đội đặc công nước của đoàn 126 Quân chủng Hải quân bí mật luồn sâu vượt qua hệ thống bảo vệ của Việt Nam Cộng Hòa. Trong 4 đêm, tiến hành thả 12 quả thủy lôi tại các khu vực xóm Vùng, Xuân Khánh, ngã ba Duy Phiên, Mai Xá. Kết quả đánh chìm 11 tàu, làm tê liệt hoạt động vận chuyển tiếp tế của Mỹ trên sông cửa Việt trong nhiều ngày, tạo điều kiện cho hoạt động tác chiến của ta trong chiến dịch Đường Chín Khe Xanh. Do tuyến vận tải tiếp tế trên sông bị tê liệt, Mỹ đã phải vận chuyển hàng từ cảng cửa Việt vào Đông Hà bằng trực thăng, nên khối lượng hàng mỗi chuyến ít mà chi phí vận tải lại cao hơn nhiều. Quyết khai thông tuyến vận tải sống còn cửa Việt Đông Hà, suốt tháng 2, quân đội Việt Nam Cộng Hòa điều máy bay, xe lội nước, tàu xuồng chiến đấu tìm cách trục kéo tàu chìm và phát quang hai bên bờ sông. Thế nhưng, quân giải phóng đã quyết định đi trước một bước, quyết tâm tổ chức một đợt chiến đấu mới, phong tỏa dài ngày trên sông Hiếu, ngăn chặn và tiêu diệt tàu trên sông, làm tắc nghẽn giao thông, đẩy Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa vào tình trạng thiếu lương thực, đạn dược, quân trang, buộc chúng phải co cụm lại. Để tìm ra phương án đánh địch hiệu quả nhất, một cuộc họp bàn đã được tổ chức. Tại cuộc họp, mọi người băn khoăn rằng nếu chỉ phục kích nhỏ lẻ bên bờ sông thì khó khống chế được tàu liên tục vì đối phương rất mạnh, lại có máy bay, pháo binh yểm trợ, mà tàu thì thường hoạt động ban ngày. Lúc đó, xã đội trưởng Nguyễn Ngọc Lễ đề xuất một ý tưởng táo bạo. Để ngăn chặn tàu Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, ta cần học theo cách đánh trên sông Bạch Đằng của ông cha. Cụ thể là nơi nào nước cạn thì dùng các cọc tre đầu được vót nhọn cắm ngập chìm trong nước. Nơi nào nước sâu thì kết tre thành chùm, một đầu buộc vật nặng thả xuống sông. Các chùm tre được kết lại với nhau thành bè nửa chìm nửa nổi, tạo thành thế rích rắc và được neo giữ không để trôi tự do. Các cọc tre và bè tre kết hợp với bùng nhùng tự tạo, dây thép gai, mìn và ngư lôi khiến tàu địch muốn lách để tiến lên cũng không được. Hai bên bờ sông bố trí các loại hỏa lực để tiêu diệt tàu còn lại. Ý kiến đề xuất của Nguyễn Ngọc Lễ được nhất trí cao.
Sau cuộc họp, bộ đội và du kích Gio Linh tỏa đi phổ biến chủ trương và phương thức đánh giặc độc đáo đó cho nhân dân quanh vùng và được bà con nhiệt tình ủng hộ tham gia, phục vụ chiến đấu. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân các xã hai bên bờ sông Hiếu đã góp hàng nghìn cây tre, hóp, phi lao, dương và hàng trăm cuộn dây thép gai. 80 du kích làm nghề sông nước được huy động cho việc cắm cọc, kết bè. Hàng chục chiếc đò của người dân cũng được huy động để chở các chướng ngại vật, bộ đội sang sông. Cứ đêm đến, bà con hai bên bờ sông Hiếu lại đào hầm, ra thông hào để làm trận địa cho bộ đội. Hàng chục dân công cũng được huy động để phục vụ tải cứu thương cho thương binh. Như vậy, vận dụng cách đánh truyền thống của ông cha, quân dân hai bên bờ sông Hiếu đã xây dựng nên một trận bạch đằng thời chống Mỹ, hay còn được gọi là trận bạch đằng trên sông Hiếu. Diễn biến trận đánh. Nắm bắt được quy luật thủy triều ở sông Hiếu, 21 giờ ngày 28 tháng 2 năm 1968, khi nước sông Hiếu cạn dần, lực lượng biệt động ở thị xã Đông Hà, du kích Do Hà, Do Cam, bộ đội địa phương của Cam Lộ, dân vạn đỏ từ các xã Cam Giang, Do Mai, Do Quang, trung đoàn 270, bộ đội đặc công đoàn 126, du kích một số xã và một số bà con vạn đỏ ngã ba cùng 20 chiếc thuyền chở tre, hóp, dây thép gai, v.v. đã bí mật tiếp cận khu vực đại độ. Đúng 22 giờ ngày 28 tháng 2, nước đứng, công việc cắm cọc bắt đầu được tiến hành. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió đông bắc từ biển thổi vào như cắt da cắt thịt. Vậy nhưng, lực lượng du kích và dân vạn đò thì vẫn lặng lẽ, bí mật bố trí, liên kết bãi cọc. Sau hơn 1 giờ ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt, bãi cọc bạch đằng được bố trí xong với gần 2.000 cây tre, 60 cọc phi lao, 200 cuộn dây thép gai được cắm xuống dòng sông Hiếu. Xen giữa các bãi cọc là các bãi mìn, những quả thủy lôi của bộ đội đặc công đoàn 126. Trận địa được bố trí thành hai bãi cọc kéo dài 800 m, lặng lẽ nghênh đón tàu chiến. Trên bờ, trận địa hỏa lực bắn tàu, bắn máy bay của bộ đội du kích được bố trí chu đáo, sẵn sàng cho giờ khai hỏa. Khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 3, đại bộ phận lực lượng rút lui về phía sau, chỉ để lại hai tổ ở lại phối hợp với bộ đội chủ lực bí mật phục kích tiêu diệt tàu địch. 3 giờ sáng ngày 1 tháng 3, các đơn vị hỏa lực thuộc trung đoàn 270 cùng bộ binh và du kích bí mật áp sát bên bờ sông từ Mai Xá, Vinh Quang Hạ, Đại Độ, sẵn sàng tiêu diệt địch. Trời vừa sáng thì thế trận bạch đằng được hoàn thành. Khi chiều cường, nước sông Hiếu âm thầm che kín bãi cọc. Rạng sáng ngày 4 tháng 3, một đoàn tàu gồm 12 chiếc được máy bay trinh sát, trực thăng vũ trang và xe lội nước hộ tống từ cửa Việt tiến về Đông Hà. Trước nọ, cách trước kia từ 15 tới 20 mét. Khi chiếc đầu đi vấp phải bãi cọc và chứa ngại vật, buộc lực lượng của Mỹ phải dồn đội hình và đi chậm lại. Ngay lập tức, thủy lôi phát nổ. Những chiếc còn lại rút lui, liền bị hỏa lực của quân giải phóng từ trận địa trên bờ thi nhau nhả đạn. Trong đoàn tàu, có một chiếc chở dầu bị trúng đạn, khiến xăng dầu tràn ra, bốc cháy dữ dội và tạo nên một dòng sông lửa. Đúng là đèn tận mạng. Lửa cháy lan cả vào nhiều tàu chiến khác, khiến lực lượng quân Mỹ không đủ bình tĩnh để xả súng đánh trả. Đội hình quân giải phóng ở trên bờ lập tức bắn cháy thêm một số tàu. Sau một giờ chiến đấu, đoàn tàu bị dìm trong biển lửa. Chiếc bốc cháy, chiếc bị chìm, chiếc thì bị chính đạn trên tàu nổ, xé tan thành nhiều mảnh. Trong trận này, quân và dân Cam Giang, Do Hà, bộ đội địa phương Cam Lộ đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với sự yểm trợ của bộ đội chủ lực, đã bắn cháy, đánh chìm, làm hỏng hoàn toàn 7 tàu. Tuyến tiếp viện hậu cần bằng đường thủy từ cửa Việt, Đông Hà của quân Mỹ đã bị tắc nghẽn trong nhiều ngày. Trận đánh này khiến tuyến đường sông bị tắc nghẽn trong 6 ngày liền. Quân Mỹ đã phải sử dụng pháo để giải tỏa xác tàu nhằm thông tuyến. Với thắng lợi này, quân ta đã cắt đứt được tuyến đường vận tải quan trọng, gây tổn thất không nhỏ cho Mỹ. Đây là bước đệm quan trọng, tạo thuận lợi cho mặt trận đường chín khe xanh đi tới thắng lợi cuối cùng. Mô tả chiến công của ta và sự khốn cùng của địch trên tuyến vận tải chi viện sông Hiếu trong những ngày đầu tháng 3 năm 1968, phóng viên Mỹ tờ UPI viết rằng chỉ riêng khúc sông từ cửa Việt tới Đông Hà dài 13 km cũng đủ khủng khiếp cho tàu và cả xuồng chiến đấu của Mỹ. Các tàu của Hải quân Mỹ buộc phải chạy thành đoàn với tốc độ một dặm một giờ. Ở đoạn sông này, mìn trôi trên sông, những hàng rào ngăn sông bằng tre, gỗ, cài nhiều mìn và hai bên bờ sông ngày ngày đạn đại bác, rocket, súng cối bắn liên tiếp vào các đoàn tàu. Một tàu tuần tiễu bị đánh chìm, 8 tàu vạn năng bị đánh hỏng.
chẳng có biết xoay sở thế nào, vì máy bay, đại bác đã ném bom bắn phá. Thế nhưng quân cộng sản thì vẫn ở đây, lực lượng ngày càng tăng và cuộc tiến công của họ ngày càng táo bạo. Video này được thực hiện bởi Battleground Người Kể Sử, nơi có những video hấp dẫn nhất về lịch sử Việt Nam. Nếu bạn thích thú với video này, hãy tặng chúng mình một like, một share và một subscribe để theo dõi thêm các video trên kênh mình nhé. Nếu như các bạn quan tâm tới lịch sử thế giới, hãy ghé kênh Battleground Lịch Sử Thế Giới, nơi có các video hay nhất về lịch sử của thế giới nhé. Nếu các bạn yêu thích lịch sử và giã sử của Trung Hoa, có thể truy cập vào kênh Battleground Trung Hoa Sử Ký để theo dõi các video mới nhất của team mình. Ngoài ra, Battleground Khám Phá cũng sẽ là một địa chỉ tuyệt vời dành cho các bạn yêu thích những chủ đề về địa chính trị, văn hóa, xã hội và địa lý. Tất cả các kênh đều được gắn link truy cập ở phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.